Tin bóng đá ngày 25 tháng 4. Ông Park phấn khởi, nhận một lúc ba tin vui. Hà Nội đòi từ mặt cổ động viên Hải Phòng vì đâu? Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Người Nổi Tiếng. Thời gian gần đây thì Việt Nam đang bước vào giai đoạn dục dịch chuẩn bị cho mùa giải SEA Games, King Cup và vòng loại World Cup trong năm 2019. Mọi nhất cử nhất động của ông Park và các cầu thủ đều được giới truyền thông cũng như là người hâm mộ quan tâm đặc biệt. Mới đây thì ông Park đã rất phấn khởi, nhận một lúc ba tin vui cho Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về chiếc huy chương vàng SEA Games sắp tới. Bên phía đối thủ của chúng ta là Thái Lan tại King Cup thì cũng đang nỗ lực tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất và tung hỏa mù, đánh lạc hướng Việt Nam. Về tình hình trong nước, trước sự cố pháo sáng sân hàng đẫy thì án phạt mà VFF đưa ra cho câu lạc bộ Hà Nội, Hải Phòng và cổ động viên đã được công bố, vấp phải không ít sự phản đối của dư luận, thậm chí là khiến cho các câu lạc bộ đòi từ mặt cổ động viên. Ở quốc ngoại thì Xuân Trường cũng đã thoát khỏi cảnh dự bị, được ra sân trong trận đấu với Bắc Kinh Quốc An. Đây là những tin tức nóng hổi mà biên tập viên của kênh Người Nổi Tiếng đã thu thập lại. Mời các bạn cùng lắng nghe bản tin bóng đá ngày 25 tháng 4 năm 2019 ngay sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui lớn cho Việt Nam. Trước sự cố chấn thương của các cầu thủ đang diễn ra những tháng gần đây thì việc thi đấu với cường độ dày đặc 2 ngày trên một trận tại SEA Games sắp tới quả thực là một bài toán khó nhằn với ông Park và ban huấn luyện. Tuy nhiên, một số nhân tố mới cực kỳ xuất sắc của Việt Nam cũng đã xuất hiện, khiến cho ông Park mừng thầm. Có thể nói là V-League năm 2019 đang là sân khấu để những thủ môn trẻ thể hiện tài năng trước công chúng. Tại Sài Gòn thì cựu thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã vượt qua đàn anh Tống Đức An để bắt chính ở 4 trong 5 trận đấu vừa qua. Một gương mặt khác là thủ môn Phan Văn Biểu cũng đã chứng minh được tài năng của mình bằng cách đẩy hai cựu thủ môn tuyển Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Hưng lên ghế dự bị để trở thành lựa chọn số 1 của SHB Đà Nẵng tại V-League năm 2019. Ấn tượng hơn cả, không thể không nhắc đến tới màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Thời gian vừa qua thì thủ môn sinh năm 1999 này đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại câu lạc bộ Hải Phòng và góp công lớn giúp đội bóng đất cảng có mặt ở nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League năm 2019. Với chiều cao lý tưởng là 1m85 cùng với sải tay dài, Văn Toàn đã cứu nguy cho Hải Phòng trong nhiều tình huống nhờ khả năng tung người cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Sự xuất sắc trước cung gỗ của Văn Toàn cũng khiến cho Hải Phòng có thể nào quên được Văn Lâm. Thủ môn tài ba từng giúp cho họ kiếm được 500.000 đô la sau vụ chuyển nhượng cho Mua Thông. Ở hai vòng đấu gần đây thì thủ môn Văn Toàn còn liên tiếp cản phá thành công hai quả phạt đền trong các trận gặp Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội. Và dĩ nhiên, màn trình diễn này của thủ môn trẻ đã thực sự tạo nên ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Đồng thời cũng khiến cho người đàn anh là Bùi Tiến Dũng ngồi trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội có lý do để lo lắng. Sự tiến bộ của Văn Biểu, Văn Toàn, những cái tên vừa đồng hành cùng với đội tuyển U23 Việt Nam trong vòng loại U23 châu Á vừa qua đã mang đến những tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam. Song điều đó chắc chắn cũng sẽ khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu trong việc tìm ra cái tên xứng đáng nhất sẽ bắt chính cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 30 được tổ chức vào cuối năm nay, năm 2019. Trong bối cảnh Tiến Dũng đang dưỡng thương và cũng có cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Văn Công, đang thi đấu ổn định tại Hà Nội, thì sẽ không dễ để cho người hùng Thường Châu năm 2018 có thể lấy lại phong độ sau khi hồi phục chấn thương. Đội nguồn của bóng đá Việt Nam cũng đang phát triển đáng gờm, mở ra một tương lai mới xuất sắc. Ông Park hoàn toàn có thể trông chờ vào một lứa cầu thủ khác chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi tại World Cup. Mới đây thì U15 PVF của Việt Nam đã xuất sắc vượt mặt U15 Tottenham Hotspur, khiến cho ông Park mừng rỡ. Đây là giải đấu tổ chức tại Hà Lan với sự góp mặt của 24 đội bóng trẻ đến từ các học viện trên thế giới. Trong đó có rất nhiều những học viện của câu lạc bộ hàng đầu châu Âu thời điểm hiện tại như là Atlético Madrid của Tây Ban Nha, RB Leipzig, TSG 1999, Hoffenheim của Đức, hay là Sparta của Hà Lan, Tottenham Hotspur của Anh hay là câu lạc bộ Club Brugge của Bỉ. Nằm ở bảng A, U15 PVF của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U15 Orlando Pirates, U15 IVFC, U15
FPV Excelsior và hòa U15 Taran Peso. Các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ phải chịu trận thua trước đối thủ mạnh U15 Atlético Madrid với một bàn thắng duy nhất đến từ chấm 11m. U15 của PVF đã giành được 10 điểm sau 5 trận đấu, đạt thành tích nhì bảng A tại Rotterdam Cup năm 2019. U15 PVF bước vào các trận tranh hạng 5-8 với 3 đội bóng xếp ở các vị trí thứ nhì tại bảng đấu khác. Tuy nhiên thì U15 PVF đã thất bại trong cả 2 trận đấu trước U15 của Hà Lan và U15 của Mỹ. Chung cuộc thì U15 PVF đứng thứ 8 toàn giải và vinh dự giành thêm một danh hiệu cho đội bóng fair play nhất. Thành tích này đã nhận được sự khen ngợi của tờ báo Fox Sports ASEAN. Học viện PVF của Việt Nam đã giành xuất sắc ở vị trí thứ 8 chung cuộc tại giải bóng đá quốc tế U15 Rotterdam Cup. Đồng thời họ cũng là đội bóng giành được danh hiệu fair play của giải đấu. Đội bóng giành vị trí số 1 là những cầu thủ trẻ đến từ Học viện Atlético Madrid. Xếp sau họ là Sparta Rotterdam, trong khi RB Leipzig đến từ Bundesliga đứng ở vị trí thứ 3. U15 PVF của Việt Nam đã xếp trên rất nhiều học viện lớn trên thế giới, như là Praha thứ 9, Club Brugge thứ 13 hay là Tottenham Hotspur thứ 21. Tin vui thứ 3 cho ông Park nhận được trong ngày hôm nay chính là sự trở lại của hàng loạt cầu thủ U23 đã từng dính chấn thương như là Vũ Văn Thanh hay là Tuấn Anh. Họ hoàn toàn có thể trở về phục vụ cho đội tuyển Việt Nam trong những mùa giải quan trọng sắp tới. Ngoài ra thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhà tài trợ lớn chuẩn bị đua tài thế giới. Ngày 24 tháng 4, công ty Honda Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo chính thức công bố Honda Việt Nam là nhà tài trợ chính cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đội tuyển Nam Việt Nam, đội tuyển U23 và đội tuyển nữ Việt Nam. Các câu lạc bộ V-League đã phải nộp bao nhiêu tiền phạt do vào sáng? Theo những thống kê kể từ năm 2015 đến nay, thì các câu lạc bộ và ban tổ chức các sân diễn ra trận đấu V-League đã phải mất số tiền lên tới 1 tỷ 545 tỷ đồng để nộp phạt cho các hành vi đốt pháo sáng trên sân. Theo như thống kê 5 năm gần đây, ban tổ chức của các trận đấu câu lạc bộ Hà Nội FC làm chủ nhà đã phải nộp phạt nhiều nhất liên quan đến việc cổ động viên đội nhà hoặc là đội khách đốt pháo sáng trên khán đài hoặc là ném vật thể lạ xuống sân. Cụ thể là đội chủ sân Hàng Đẫy đã phải nộp phạt gần 400 triệu đồng. Xếp sau đó là Hải Phòng với số tiền phạt lên tới 265 triệu đồng do tình trạng pháo sáng. Đáng nói hơn, mặc dù số tiền phạt do Ban kỷ luật VFF đưa ra tăng theo từng năm, nhưng tình trạng đốt pháo sáng trên sân không có dấu hiệu suy giảm. Mùa giải năm 2015 chỉ có 4 đốt pháo sáng, thì sang năm 2016, con số này đã tăng lên 10 vụ. Mùa giải năm 2017, V-League đã chứng kiến 11 vụ đốt pháo sáng, và sang mùa năm 2018 thì chứng kiến một con số đỉnh điểm lên tới 22 vụ. Năm 2018 tất nhiên là năm mà số tiền phạt đã dành cho các vụ đốt pháo cao nhất. Tính đến năm 2019 thì tổng số tiền phạt đã lên đến 1 tỷ 545 tỷ đồng. Rõ ràng là VFF cũng như ban tổ chức của giải đấu cần phải đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn nữa để triệt để chấm dứt tình trạng đốt pháo sáng cho các khán đài của V-League. Bức xúc vì án phạt, Hà Nội xin đá sân không khán giả khi gặp Hải Phòng. Bức xúc vì án phạt liên quan đến pháo sáng tại vòng 6 V-League năm 2019, Hà Nội FC đã đề nghị được đá không khán giả khi chạm trán Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Trên thực tế, trong cuộc chạm trán giữa Hà Nội và Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy mùa trước, tình trạng đốt pháo sáng đã tràn lan diễn ra. Các cổ động viên Hải Phòng cũng nổi tiếng về việc đốt pháo sáng, cổ vũ, nhưng chưa có phương án nào giải quyết triệt để. Sự việc tiếp tục tái diễn, thậm chí là còn biến thành xấu hơn trong cuộc đối đầu giữa hai đội mùa này. Cũng vì vậy mà ông Nguyễn Quốc Hội đã bức xúc cho biết, tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng, nhất là ở Hàng Đẫy, đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Chỉ là Hà Nội FC và lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy không thể ngăn chặn được. Chúng tôi sẽ đề xuất với các bên liên quan, đặc biệt là công an thành phố Hà Nội về việc kiểm soát an ninh. Nếu cần thiết, các trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng sau này có thể thi đấu trong điều kiện không khán giả. Pháo sáng có thể gây hiệu quả nghiêm trọng, chẳng may có hậu quả liên quan đến tính mạng con người hay là thương tích thì cực kỳ là đáng tiếc. Xuân Trường vào sân nhưng mất tích.
Buriam thua trắng ở Trung Quốc. Trận tái đấu Bắc Kinh Quốc An, Xuân Trường đã được vào sân từ phút thứ 73 nhưng không tái lập được dấu ấn như lượt đi. Ở trận lượt đi thì Xuân Trường đã được tung vào sân ở phút thứ 79 và có pha kiến tạo giúp cho Buriam ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 trước đối thủ Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League. Ở trận lượt về vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua, 19 giờ ngày 24 tháng 4 thì tiền vệ người Việt Nam đã được vào sớm hơn ở phút thứ 73 nhưng đã không tái lập được dấu ấn như ở lượt đi. Thậm chí là Xuân Trường còn có một số tình huống mất bóng nguy hiểm khiến cho Buriam phải vất vả chống đỡ. Chung cuộc, đại diện Trung Quốc thắng 2-0 nhờ vào các bàn thắng của Renato, Augusto và Baden. Với cá nhân Xuân Trường, anh có tên trong danh sách đăng ký của Buriam ở cả 10 trận đã qua trong mùa giải năm nay, trên mọi đấu trường, nhưng mới chỉ có 3 lần được vào sân, trong đó có 2 trận đá chính. Buriam hiện đứng cuối bảng G với 3 điểm. Thái Lan triệu tập dàn sao nước ngoài về dự King Cup, phản ứng của Việt Nam. King Cup diễn ra tại tỉnh Buriam, Thái Lan kể từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 với sự tham dự của Curacao, hạng 82 thế giới, Việt Nam, hạng 98 thế giới, Ấn Độ, hạng 101 thế giới và nước chủ nhà Thái Lan, hạng 114 thế giới. Cũng như Việt Nam, đây là giải đấu quan trọng để Thái Lan đánh giá lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng hy vọng sẽ cứu vãn hình ảnh của mình sau khi mất ngôi vị ông vua Đông Nam Á vào tay của Việt Nam. Vì thế, đội bóng xứ Chùa Vàng không giấu tham vọng vô địch ngay trên sân nhà. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, ông Smot Pompangmong hôm qua đã tuyên bố FAT sẽ gọi tất cả các cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về dự King Cup. Cụ thể, các tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập gồm có Chanathip Songkrasin đang thi đấu cho câu lạc bộ Nhật Bản, Bumathan đang thi đấu cho Yokohama của Nhật Bản, Thiptinpan Pochan đang thi đấu tại Otishinta của Nhật Bản và thủ môn Kawin Thamsanachan đang thi đấu cho Bỉ. Về phía của Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dự kiến triệu tập đội hình mạnh nhất. King Cup được tính điểm tương đương với một trận giao hữu chính thức của FIFA. Vì thế, thành tích của các đội tuyển tại giải đấu này sẽ có ảnh hưởng tới vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu giành kết quả tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống trước thêm lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á.